Xin chào các em đến với chương trình dạy học trực tuyến bộ môn thể dục của khối lớp 6. Ngày hôm nay chúng ta sẽ ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2, nội dung là chạy cự ly trung bình. Yêu cầu bài ôn tập của ngày hôm nay là các em nắm và thực hiện được kỹ thuật chạy cự ly trung bình. Thứ hai là ứng dụng nội dung đã học vào luyện tập để hoàn thành cự ly kiểm tra giữa học kỳ 2 và nâng cao sức khỏe để phục vụ cho việc học tập của các em. Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần nội dung ôn tập của ngày hôm nay. Về phần chạy cự ly trung bình, chúng ta có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là giai đoạn xuất phát và tăng tốc sau xuất phát. Giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn chạy giữa quãng. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn về đích. Đầu tiên là các em sẽ ôn lại kỹ thuật xuất phát và tăng tốc sau xuất phát. Về kỹ thuật xuất phát, thường dùng trong chạy cự ly trung bình là xuất phát cao. Có hai hiệu lệnh, thứ nhất là vào chỗ và thứ hai là chạy. Thì khi nghe khẩu lệnh vào chỗ, một chân bước lên sau vạch xuất phát, hai quái khuỵu thân trên hơi ngã ra trước, tay co tự nhiên, tập trung nghe hiệu lệnh để tiếp theo. Khi nghe hiệu lệnh chạy, các em nhanh chóng chạy nhanh về trước và tăng tốc để chiếm vị trí thuận lợi, đồng thời chạy sát mép trong của đường chạy. Giai đoạn thứ hai là kỹ thuật chạy giữa quãng. Ở kỹ thuật chạy giữa quãng, chúng ta có hai kỹ thuật, đó là kỹ thuật chạy đường thẳng và kỹ thuật chạy đường vòng. Đầu tiên, các em quan sát hình và chúng ta xem kỹ thuật chạy đường thẳng. Khi chạy, đầu giữ thẳng, mắt nhìn theo hướng chạy, thân trên hơi ngã ra trước. Khi chân ở phía trước tích cực, nâng đùi và tiếp đất bằng nửa trước bằng chân. Khi chân ở phía sau đập mạnh duỗi thẳng, đuôi người về phía trước. Tay co tự nhiên, đánh phối hợp trước sau với chân để giữ thăng bằng cho cơ thể. Các em quan sát hình vẽ. Thứ hai là kỹ thuật chạy đường vòng. Khi chạy trên đường vòng, đầu giữ thẳng, mắt nhìn theo hướng chạy, thân trên hơi nghiêng vào trong đường vòng, tay phải đánh rộng hơn tay trái và phối hợp tự nhiên trước sau với chân, bàn chân hướng vào trong. Các em xem hình vẽ kỹ thuật chạy trên đường vòng. Giai đoạn cuối cùng là đó là kỹ thuật về đích. Và khi về đích, các em giữ khoảng cách của giai đoạn về đích phụ thuộc vào cự ly chạy. Khi gần về đích cần tăng tốc vượt qua đích, khi chạy qua đích giảm dần tốc độ, không dừng lại đột ngột. Sau đây là một số điều luật cơ bản trong môn chạy. Vận động viên xuất phát trước khi có hiệu lệnh chạy sẽ bị phạm quy. Thứ hai là các cự ly thi đấu chính thức của nội dung chạy cự ly trung bình là 800m và 1500m. Thứ ba là khi thi đấu chạy cự ly trung bình, vận động viên sử dụng xuất phát cao và có thể nhập chung đường chạy trong lúc thi đấu. Sau đây cô sẽ giới thiệu cho các em một số trò chơi phát triển sức bền. Trò chơi thứ nhất đó là chạy vòng tròn. Về cách thực hiện, người chơi đứng sau vạch xuất phát. Khi có hiệu lệnh tiếng còi hoặc tiếng vỗ tay, các bạn bắt đầu chạy vòng quanh các vật chuẩn về vị trí ban đầu, kết thúc một vòng. Người chỉ huy sẽ hô to số vòng còn lại và các bạn tiếp tục thực hiện. Bạn nào hoàn thành trong thời gian ngắn nhất là chiến thắng. Các em quan sát hình vẽ trò chơi chạy vòng tròn. Trò chơi thứ hai đó là chạy bền 5 phút. Cách thực hiện, người chơi chia thành các nhóm, sau hiệu lệnh xuất phát, tiếng còi hoặc tiếng vỗ tay, mỗi bạn sẽ lấy một tấm bìa từ rổ A của nhóm mình và bắt đầu chạy. Khi đã chạy một vòng về vị trí ban đầu, các bạn bỏ tấm bìa đó vào rổ B và lấy tấm bìa tiếp theo từ rổ A để thực hiện tương tự. Sau 5 phút, tất cả dừng lại và đếm số thẻ của mỗi nhóm. Rổ B của nhóm nào có nhiều thẻ nhất là chiến thắng. Các em quan sát hình vẽ trò chơi chạy bền 5 phút.
Trò chơi tiếp theo mà cô muốn giới thiệu với các em đó là chạy vượt chướng ngại vật. Về cách thực hiện, người chơi chia thành các nhóm. Sau hiệu lệnh tiếng còi hoặc tiếng vỗ tay, bạn đầu tiên chạy nhanh đến bục rồi bật chụm chân qua, tiếp tục lò cò từng chân. Sau đó chạy luồn qua các vật chuẩn và chạy về vị trí ban đầu, chạm tay bạn tiếp theo. Lần lượt mỗi bạn thực hiện cho đến hết nhóm. Nhóm nào hoàn thành nhanh nhất là chiến thắng. Các em quan sát hình vẽ. Sau đây là một số câu hỏi vận dụng và bài tập vận dụng. 1. Các em kể tên các giai đoạn trong chạy cự ly trung bình. 2. Là các em nêu tên một số điều luật chạy trong chạy cự ly trung bình. 3. Là phần thực hành các em luyện tập chạy bộ cùng với các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè để gắn kết, tăng thêm tình yêu thương, sự quan tâm và chia sẻ. Đối với những cái bạn mà tuần 8 các em kiểm tra thực hành tại lớp thì các em sẽ thực hiện nội dung thực hành. Còn đối với những bạn mà bị chấn thương trong giai đoạn kiểm tra thì các em có thể thực hiện kiểm tra giấy đối với một trong hai câu hỏi mà cô vừa yêu cầu các em thực hiện vận dụng. Phần ôn tập kiểm tra giữa học kỳ của cô đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong tiết sau. Chúc các em nhiều sức khỏe và kiểm tra giữa học kỳ 2 thật tốt nhé.